nhằm thúc đẩy quá trình thương mại hóa công nghệ của viện hàn lâm một cách hiệu quả và mạnh mẽ góp phần gia tăng chỉ số đổi mới sáng tạo của đất nước đồng thời nâng cao nhận thức của các nhà khoa học về tài sản trí tuệ vừa qua tại hà nội viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam đã tổ chức tọa đàm nghiên cứu và phát triển công nghệ sở hữu trí tuệ Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó giáo sư, tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẳng định: Trong thời đại phát triển kinh tế tri thức hiện nay, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực nền tảng cốt lõi nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời đảm bảo phát triển kinh tế bền vững. Tại buổi tọa đàm, các diễn giả cũng nhận định thương mại hóa công nghệ là một vấn đề khó và phức tạp, cần có sự hợp tác của nhà nước, những nhà khoa học và doanh nghiệp để xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo làm điểm tựa cho các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ đi vào cuộc sống để có thể xây dựng nền kinh tế dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thương mại hóa kết quả nghiên cứu đưa các kết quả nghiên cứu từ cơ sở nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh tạo ra của cải vật chất là điều kiện tiên quyết tọa đàm là một diễn đàn mở để những nhà khoa học doanh nghiệp và nhà quản lý chia sẻ những kinh nghiệm hiểu biết và đề xuất các giải pháp thúc đẩy quá trình thương mại hóa công nghệ